Lúc đang đi diễu hành lại có một người người hâm mộ ở dưới lại đi Duy ơi bán xôi cho chị bán xôi cho chị em có thấy rất là hài hước và rất là dễ thương ạ. Em cũng không thể trả lời vào lúc đó nhưng mà Trinh đã thay thay thế cho em rồi. Em không bán son, em chỉ bán bánh thôi. Lúc đó Trinh Trinh đang cầm trên tay một bì bim bim rồi. Em rất là ngại. Tại em nghĩ nó cũng tăng lên so cũng rất là nhiều so với ban đầu. Như thể trên bật mí một chút được không? Cụ thể là trước đây mình bán hàng nào bây giờ mình tăng bao nhiêu? Em nghĩ số lượng lúc đầu thì ban đầu chỉ có một nhưng mà bây giờ có thể tăng lên ba bốn gấp ba gấp bốn lần. Ba bốn lần Dạ à? vâng. Vậy số tiền đó thì là sẽ ủng hộ bạn gái, Em chia đôi nghĩ đúng không? là số tiền đó thì chia đôi nhưng mà đối với em thì những cái mục đích chính của em là nếu làm chỉ có làm em để lấy kinh nghiệm cho sau này để cái hướng tương lai của em thôi, thì nếu mục đích chính của em nếu mà số tiền dư đó em sẽ trích ra em sẽ làm một cái gì đó nó có ý nghĩa với cuộc sống chẳng hạn như làm từ thiện nữa. Dạ Vậy là cũng mình cũng sẽ bán được nhiều, khá là nhiều đúng không? Thì dạ số lượng tiền là mình sẽ dạ vâng là khoảng bao nhiêu? em sẽ tích tích khi nào cảm thấy ok nó ổn đủ đủ với cái dự định của mình thì mình sẽ làm đó. Ok, nếu như sau này mà mình không, nhưng mà bằng như là mình đã